Mới đây, nữ ca sĩ Giang Mai Hương khiến không ít người bất ngờ khi đăng tải bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Không những vậy, nhiều thông tin sinh ra trên mạng xã hội cho rằng nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn chính là chồng sắp cưới của Giang Mai Hương. Đáng chú ý, trước khi dính tin đồn cưới hỏi với nữ ca sĩ gốc Hà Nội, Bùi Anh Tuấn từng dính không ít tin đồn hẹn hò với nhiều wannabe ca sĩ nổi tiếng trong showbiz. Hương Tràm. Mối tình nổi tiếng nhất của Bùi Anh Tuấn có lẽ là chuyện tình thời niên thiếu với Hương Tràm. Cả hai quen biết khi cùng tham gia chương trình Theo Dõi Xe 2012. Họ công khai yêu nhau khi Hương Tràm chỉ thế hệ 16 tuổi, tuy nhiên chia tay không lâu sau đó. Sau này khi nhìn lại, Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm đều thừa nhận sự hời hợt của tuổi thế hệ lớn đã làm cho tình yêu của cả hai không có một thành quả tốt đẹp. Dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn dành cho nhau một sự trân trọng đến đối phương. Bùi Anh Tuấn không kinh hãi công khai bảo vệ Hương Tràm khi nữ ca sĩ bị đàn anh trút nhân chỉ trích là giả tạo. Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm vẫn là game thủ tốt sau khi chia tay. Ngược lại, khi thực hiện dự án Lige Show hộp thư số 1, giọng ca em gái mưa cũng viết một bức thư gửi đến tình cũ năm 16 tuổi của mình. Anh A, cả anh và em đều trải qua những quãng đường của tuổi trẻ, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng cũng từng là một phần quan trọng của nhau. Hai chúng ta lúc ấy còn quá trẻ và yêu bằng những gì chúng ta có, không toan tính thiệt hơn. Thế mà có khi lại hay Tuấn nhỉ. Cao Mỹ Kim. Cuối năm 2012, trong lúc sự nghiệp đang lên, Bùi Anh Tuấn bất ngờ bị phát hiện chuyện tình trong quá khứ với nữ ca sĩ diễn viên Cao Mỹ Kim. Cao Mỹ Kim tiết lộ, cô và Bùi Anh Tuấn đã yêu nhau được khoảng 2 năm. Hai người quen nhau từ cuộc thi tiếng ca học đường. Sau đó, nam ca sĩ gốc Hà Nội chủ động tán tỉnh Cao Mỹ Kim và tới tận khi Bùi Anh Tuấn tham gia Theo Dõi Xe, họ vẫn chưa hề chia tay. Không những vậy, mẹ của nữ ca sĩ cũng tố Bùi Anh Tuấn là người dân, thay lòng đổi dạ. Tháng 4 năm 2019, sinh ra trên một chương trình truyền hình, Cao Mỹ Kim chia sẻ cô và Bùi Anh Tuấn vẫn là những người game thủ thân thiết dù không còn đi chung đường. Giai đoạn Kim và Tuấn quen nhau thì giai đoạn đó Kim đã nổi tiếng trước đó khoảng 4,5 năm còn Tuấn thì thế hệ nổi. Nhưng khi sự việc diễn ra thì dư luận lại quay ngược lại chỉ trích Kim và cho rằng Kim dựa hơi để nổi tiếng. Lúc đó Kim nghĩ rằng những cố gắng từ nhỏ đến lớn của Kim không được công nhận mà lại phải đi dựa hơi người khác để nổi tiếng. Sau vụ việc đó, lâu lâu Kim và Tuấn vẫn liên lạc, đi uống nước thì thầm vui mắt với nhau. Và cả hai đều biết rằng đó là những item người đẹp tâm sự. Lily Luta. Không lâu sau hai chuyện tình vụn hằn, Bùi Anh Tuấn lại nối tiếp chạy theo một nhan sắc khác là Lily Luta. Cả hai soàn xuyên bị cầm gặp gỡ sinh ra tình tứ bên nhau, cùng nhau đi ăn đêm, xem ca nhạc, xem phim. Đặc biệt, thời điểm này, Bùi Anh Tuấn dướng vào nhiều thị phi như tin đồn đập đá, bỏ xô, bị cấm diễn. Vì vậy, Lily Luta được coi là người đã ở bên cạnh, động viên để nam ca sĩ trở lại với đoạn đường ca hát. Mặc dù trải qua thời gian yêu mến mặn nồng nhưng chỉ sau ít tháng, Bùi Anh Tuấn cũng phủ phàng phủ nhận tình cảm với Wajin Nha Trang qua dòng trạng thái trên Facebook, tôi là tôi, chẳng là của ai cả nên quên dùng ai đó là Lily Luta. Hiên Hồ. Người tình tin đồn thế hệ nhất của Bùi Anh Tuấn là nữ ca sĩ Hiền Hồ. Cả hai được fan ủng hộ hết mình khi hợp tác trong ca khúc Cưới Nhau Đi. Không những vậy, cả hai cũng nhiều lần bị cầm gặp gỡ cùng nhau đi xem phim vào lúc tối muộn. Khi Hiền Hồ quay ca nhạc, Bùi Anh Tuấn cũng bị phát hiện đứng từ xa chú ý theo dõi game thủ gái tin đồn. Dù liên tục lộ hình đi chơi cùng nhau làm đấy lên nghi án hẹn hò nhưng cặp đôi luôn phủ nhận. Bằng chứng đấy lên tin đồn hẹn hò của Hiền Hồ Bùi Anh Tuấn. Nếu Tuấn nói tôi là người khác biệt thì tôi rất cảm ơn. Tuấn tâm sự với tôi nhiều điều. Điều đó khiến tôi cảm động bởi chỉ có tin tưởng tôi thì anh ấy thế hệ thể như vậy. Tôi biết ơn và cũng có sự quý yêu mến lại, Hiền Hồ chia sẻ.